Em chào mừng em quay trở lại với Leo World Robot nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đêm đó, chính là một nhân vật cũ quay trở lại nữa. Và nhân vật này thì hiện tại mình gặp cũng khá là nhiều ấy, nhưng với vai trò đó là hacker như em ấy, nhắc tới đây chắc là anh em cũng biết nó là robot gì rồi, tại vì nó lúc nào cũng bị gắn tới cái danh đó là hacker cả ấy. Trước tiên mình sẽ tháo vũ khí ra trước, mình sẽ tháo vũ Curie ra trước, tại vì con bot này thì nó sở hữu đó là một khe vũ khí hạng nặng ấy, và một khe nhẹ. Ron luôn, Ron Pascal luôn nha. Tại vì con Ron này khá là ngon, nói chung chơi được kê phép, gỡ khẩu MK3 ra nào. Ấy, cũng đầu năm rồi, chúc anh em năm mới vui vẻ nha, thành công trong công việc này kia rồi. Ấy, nhân vật chính của ngày hôm nay chúng ta có thể thấy đó chính là Hellbender, dịch sang tiếng Anh đó là địa ngục nha anh em, địa ngục di động. Ấy, cũng không lạ là tại sao mà người ta lại gắn cái mác cho nó đó là hacker. Bởi vì về cơ bản thì kỹ năng của nó khá là mạnh, và về nâng cấp nó cũng là robot bậc T3 nên nâng cấp khá là rẻ, với lại tốc độ di chuyển khá là nhanh. Nói chung là mấy thanh niên nào mà xài hacker với con này thì ui sời, cũng ghê đấy, cũng ghê phép. Riêng về con này mình sẽ không sử dụng NA nha anh em, tại vì hai khẩu súng thì nó tích NA khá là chậm. Đây, mình sẽ chuyển một cái RA của Fenrir qua. Fenrir hiện tại bên xưởng 2 bây giờ nó đang làm trùm nha anh em, sẽ có video sớm nhất trong thời gian tới về cái xưởng 2 của mình. Xưởng 2 hiện tại mình thiết lập đã gần xong rồi, mấy chỉ còn nâng cấp module này nữa là ok phép. Rồi hiện tại là ấy, súp đua, một khẩu súp đua MK3, một khẩu, một cái EQ. Màu thì không cần màu đâu em, mà tại vì ngày hôm nay mình sẽ giả dạng làm hacker nha ấy. Tại vì đa phần những con robot này, một khi con robot này xuất hiện trên chiến trường thì nó đều bị gắn với cái mác đó là hacker cả, cho nên là có thể là ấy, mấy thanh niên gặp mình là nó chạy anh em ạ, chạy ấy, nhiều khi là chạy thật chứ cũng không đùa đâu, tại vì tưởng đâu là mình hack ấy. Ấy nhưng mà thôi, mình cũng không hack đâu, tại vì mình chơi mình giả bộ thôi. Về tạo hình thì nó khá là lạ nha anh em, nhưng mà cái này về góc nghiêng này thì nhìn khá là đẹp, nhất là khi gắn cái EQ này vào. Mình có nên gắn cái Uncle vào không ta? Không, gắn cái Uncle vào thì chơi bời gì nữa, đâu có bắn được ai đâu, với lại thì nó giống hack hơn. Ấy ui giời ơi, tôi ngày hôm nay tôi chơi hack chính hiệu luôn hả? Thôi mất công anh em tố cáo tôi kỳ lắm. Đấy. Dự định là ngày mai thì mình sẽ mở giveaway nha anh em, với một cái video đó là review nữa. Bởi vì sau cái đợt mà mình up video review qua Tết á, thì có rất là nhiều anh em bắt đầu gửi lại rồi. Mình bắt đầu chạy KPI nữa. Ấy, cũng review từ từ, đồ này kia rồi để anh em có cái video riêng để dành trước Tết đồ này kia hay. Ok chưa anh em? Đó, Hellbender MK3. Ấy lộn lộn, Hellbender MK2 nha. Kỹ năng thì sát thương kỹ năng là 65.000 và hồi kỹ năng cũng tương đối là nhanh đấy. Vì sao bây giờ thì mình hiểu vì sao mà nó lại là robot, trở thành robot hack rồi. Một hồi 5 giây này mà, tức là anh em bật kỹ năng ấy, trong thời gian nó chạy á. Đấy, trong 5 giây và sau đó tạo ra một vụ nổ thì 5 giây, trong thời gian 5 giây đó thì kỹ năng nó lại hồi nữa rồi. Có thể gọi là à không, tức là nó chạy trong 5 giây nha, sau khi nổ xong thì 5 giây sau nó mới hồi kỹ năng nữa. Là như vậy. Đóng vai trò ngày hôm nay cũng có thể gọi là một robot cũ nha em, một robot mà cục mình cũng được yêu cầu khá là lâu rồi. Ngày hôm nay mình sẽ mang nó trở lại. Nói chung là bây giờ so về sức mạnh thì chắc chắn là sẽ không lại với mấy con robot kia rồi. Nhưng mà hy vọng là mình cũng sẽ cố gắng được những bốn cái thằng cháu kia nó vẫn có thể gánh lại được. Hellbender thì không thể gọi là cũ được nha anh em, tại vì bị dính mát hack nhiều quá, nói chung xương khớp mà nó yếu quá thì cũng không có mấy thanh niên chọn làm chơi hack đâu. Cho nên là thôi ấy, mình sẽ gọi là chú đi, chú này đi, chú nổ. Ok nha anh em, chú nổ nha. Ấy, rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ vào gameplay của chú nổ này anh em ơi. Ok, let's go, bắt đầu thôi. Trận đầu tiên là map thành ROM nha, mình sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể để mấy thanh niên nó tưởng mình là hack thật đây mà ấy. Vì sao mình lại gắn cái EQ đó, chính là mình gắn như thế này để mấy thanh niên nó nhìn tưởng mình hack thật ấy. Ngày hôm nay giả bộ làm hacker mà, cho nên là phải kỹ chỉ chứ. Anh em có thể thấy là một khi bật kỹ năng lên thì nó chạy rất là nhanh nha anh em, nó chạy gần như là ui sợ ơi, resist nó bắn xém tí nữa là bay màu. Cũng may là mình có con tay lái chính thống của con Hellbender này nha, cho nên là mỗi khi chạy mình có 100 điểm phòng thủ, để thế cho nên là cũng khá là ok, tránh trường hợp bị sốc đam với mấy thằng kia. Ê, xem ra là thế trận này nó cũng khá ổn đối với bên mình rồi, bởi vì bên kia nó không có dành trụ nhiều, nhưng giống như trụ bắn ké này mà được cái axit cũng ngon. Xem ra là không axit rồi, liên này à, tâm tôm gì đây, tâm tôm 1122 à.
À một con gì đây, một con dê đúng không? Bắn không thấm rồi, con dê rồi. Đây là tiếng nhận K3 mà bắn không thấm vậy. Ý mình sẽ bộ chạy hát anh nha anh em. Ui sợ gãy cái cu rồi, mấy thanh niên bắn hát quá anh em ạ. Hôm nay mình đem thêm cái thay chip. Nè nè nè, nổ nè. Ui chưa kịp làm gì hết. Hình như là ổng sợ mình hát thật anh em ạ. Ấy ổng chạy kìa. Trời ơi. Chứ gặp mình là mình ở là mình bắn rồi, nếu như mà heo bên nơi không phải là hack á thì khả năng mà anh em tiêu diệt nó rất là dễ. Một trường hợp này không là chạy đấy, còn miếng máu trời nổ không chết luôn kìa, thiệt luôn hả ta. Thôi vậy mà cũng được hả, thôi vậy mình lao thẳng vào đây luôn anh em, tự tử không, tại vì về cơ bản thì kỹ năng còn. Ây da, là đánh bom tự sát nè. Ây da, mình xém tí nữa mình nổ được rồi, gom tụi nó là thành một cục rồi. Ây da, chú ba nổ ngày hôm nay, chú ba không ổn rồi, ba chưa bắn được cái gì á, đi tụi nó đá bay ra mất tiêu rồi. Nó sợ mình nổ bom vô ngay đội hình đó anh em ơi, cho nó đá mình bay ra. Như là phim hành động vậy à, thấy quả bom trên trước mặt xong cái bay lại đá quả bom bay đi cho nó khỏi nổ ở trong đồng đội. Hay đấy bạn, được, tôi thích rồi đó, đi hết một lượt. Ok anh em này có vẻ dí mình bắn tới cùng luôn à, lại hạ thế chảy một súng rồi. Rồi nha, xem là chỉ thanh niên ấy chỉ cầm có đam bơ thôi. Chạy 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 đi đâu. Ui xem ra là vẫn còn bay lên kịp nha anh em, sao nó di chuyển gì nó cứ giật giật thế. Rồi ok, lụm hai mạng ai buồn thì chứ, xem ra là trận này cũng khá là ok rồi. Bên kia nó giành cũng được có một trụ thôi. Cái giai đoạn đầu mình chạy chắc cũng tụi nó cũng tưởng mình hát thật đấy anh em ạ. À. Ngày hôm nay tôi giả làm hacker mà anh em đừng tố cáo tôi nha. Đầu năm đầu tháng một tháng một mình rồi thôi xong rồi. Xong dính trưởng, một khi dính rồi anh ba ra đi tiếp là chắc chắn là bay màu nha anh em, tại vì con dê mà một khi bị choáng chân á mà không có bật kỹ năng nữa thì chắc chắn là gãy. Bây giờ thì gọi titan ra cũng chưa chắc là có thể win được, có thể là gỡ lại được nữa đâu. Ok cũng ổn rồi, nói chung là gãy hai gãy một súng nhưng mà vẫn còn chơi được, chắc mình phải bồi đam phụ quá. Bên đây hai thằng titan này à, không có một con rốt thôi. Ôi đừng để nó giành trụ lại nha, thời gian nó chạy đây, chạy rất là ngon lành rồi, để giành trụ lại. Ừ hay quá, lụm ngon lành, con rút đã bay màu, mình nghĩ là mình sẽ đi giành lại cái trụ này nha. Ui lại con dê nữa, sao nãy giờ không chịu gọi ra đi. Ủa Corbion mà, trời ơi mình bị ám ảnh nhiều quá anh em, mà mình biết là nhìn con gì cũng thấy là thì là con dê hết trơn. Ok rồi, thời gian bây giờ đã không kịp cho tụi nó rồi, mình chả có gì nữa đâu. Winner anh em ạ. Ok trận đầu tiên thì khởi đầu khá là thuận lợi nha, nói chung là được giai đoạn đầu đi hù tụi nó thôi, tại vì chú ba nổ ngày hôm nay chỉ được cái đi hù người ta thôi, chứ thấy chú ba trên thực tế thì không bắn được ai đâu. Mình cố tình lắp cái eq đó vào để mấy thanh niên đó tưởng mình hắt cho nó vui vui tí anh em, đi chọc này kia rồi. hai thanh niên người Việt Nam bị mình hành. Mình giả bộ thôi, mình giả bộ hắt thôi, các bạn làm quá. Ok bỏ là cái map này thì mình chạy qua hướng này nha. Chung là nếu như một con này gắn thêm một cây vũ khí hạng nhẹ nữa thì mình thấy nó cũng khá là hợp, cũng khá là mạnh, nhưng mà bây giờ nó chỉ gắn có hai súng thôi. Về cơ bản thì kỹ năng MK3 của nó thì nó có thể gây ra một lượng đam khá khá anh em ạ, nhưng mà bây giờ boss bây giờ toàn 300-400 ngàn đam không à, riết rồi. Kỹ năng của con này bây giờ chỉ có hát thôi, chứ không là không thể nào mà chơi được, rất là khó chơi. Ê, con visit này nó chơi nó bắn tôi này. Ơi rồi luôn rồi, trời ơi chết tôi rồi, sao tự nhiên cái pha đó mình lại bẻ cua bên trái ta, mình rớt xuống rồi, cùi bắp thì chứ. U được cái axit rồi, thôi được rồi, bây giờ thì đâu đi hù qua được nó đâu anh em. Rồi rớt luôn rồi. Thiệt chứ, cụ sống ý bộn, chú ba sống chưa được một phút nữa là chú ba bay màu rồi. Ai ui bên này đông vậy có gì hot bên này không, điều này có gì hot. Ôi rồi tạo smooth luôn. Ây da, mù rồi, mù tới chuyển kiếp luôn rồi. Hey. Xem ra có một thanh niên bên kia không phải là dạng dừa nha anh em. Nó cầm tạo smooth thì chắc chắn là không phải dạng dừa rồi. Thôi xong phim tôi rồi. Ây da, trận này có vẻ khá khó nha. Vì cơ bản thì mình đã giảm mất slot của con Fury qua cho con Hellbender rồi, cho nên là mình sẽ thiếu một slot khá là mạnh. Không biết có chơi nổi mấy thằng này không đây. Ui trời ơi, rồi dính tàu xuống nữa, trời ơi. Cũng may anh em, mà cũng may là mình kích tàu kịp. Đấy nó hủy hiệu ứng cho mình, chứ không mình cũng bay màu với nó rồi.
Và mấy thằng này chơi mất dạy nha. Đúng là cái con tàu này đáng mất dạy thật này mà. Cái tàu này không nên tồn tại mà. Rồi cái thằng này đâu ra vậy? Nó đứng sau lưng mình luôn chứ. Hay thiệt. Cũng chết thôi, thấy không? Giết nó trước này mà. Tại vì cái tay đó mình rớt xuống trụ thì... Ê ơi! Hai thằng luôn à. Trời ơi. Ây da. Căng vậy. Game này căng vậy. Không ổn lắm. Không ổn lắm anh em à. Game này không ổn lắm. Giờ là cái trụ này thôi. Hy vọng là giành được nha. Ờ hên quá. Giành được cái trụ rồi. Cái gì nữa đây? Cái đốt. Xem ra mấy thằng này giữ trụ khá là cứng anh em. Chắc là trận trận này mình hơi nhã. Mình nhã bằng con hai bên quá cho nên là thấy trận không ổn. Trời ơi lại thêm con nữa. Rồi xong dính cái tập. Rồi luôn. Mình dính cái tập nốt luôn rồi. Ây cha. Căng thật. Ôi hay quá. Ủa sao mà lại giết được nó ta? Ta đó sao mình giết được nó ta? Con dê đó mình nhớ là đầy máu mà. Hay là tại con dê đó là dê cùi. Có thể lắm nè. Chứ dê em ra ba là một kỹ năng của mình không thể nào giết được. Ây mình chạy ra đây. Nếu như được mình sẽ đuổi hai thằng này đi. Ui trời. Ui chạy hơi lốt rồi. Ok giết được nó rồi. Henry thì bay xuống dưới. Ok mình giành lên cái trụ này. Ây da hên quá. Có thể lấy lại được chút lợi thế hay không cũng chưa biết anh em ạ. Rồi thằng nó bây giờ đứng dưới luôn rồi. Thôi rồi đứng dưới đi. Mệt quá mình cũng không thể bắn đâu. Bắn chỉ mệt. Mình cố gắng đi chạy qua đây giành trụ được không ta. Một con Enfeo à. Enfeo với một con Eder. Đúng không? Đúng rồi. Một con Sirius nữa. Chết tôi rồi. Tôi lỡ chạy ngu rồi. Ây da dính tàu smooth luôn. Ây cha. Ây cha. Chết rồi anh em ơi. Pha này gãy rồi. Mình câu giờ cả này không biết team nó có làm được gì không. Ây cha. Xem là team nó chỉ biết núp nhà thôi chứ cũng chả làm được gì nữa. À một con rút bay tới đó. Nhưng mà con rút này bay tới cái dạng Titan đó thì mình không biết nó có thể sống nổi hay không đây. Giết con anh Phèo trước rồi. Ok giết được nó rồi. Vẫn còn hai con Newton bên kia nha anh em. Hai con Newton đận. Bây giờ nếu nó phát hiện mình trước thì khả năng mình bay màu cao lắm. Eder. Eder hai con Titan nó bay màu. Ok vẫn còn hai con Newton nữa. Bây giờ mình có thể giết được tụi nó. Hay quá một đứa. Ok mình sẽ để dành tàu mẹ nha. Thấy biết ngay mà. À, để nó hất mình lên xong rồi thì mình sẽ bấm tàu mẹ. Hên cho mày đó. Thém tí nữa mày bay màu luôn rồi. Ok nó chết luôn rồi anh em ạ. Hay quá. Vậy mà team thua nữa thì mình cũng chả biết nói gì luôn đấy. À, anh em cố gắng. Đừng để thua được. Mình cũng phải ăn, phải win chứ. Đừng để thua nha. Trời ơi. Đúng rồi đừng để thua. Ấy, game như thế này mà để thua nữa là mệt lắm đấy. À. Mình thấy cái thế trận nó vẫn không ổn tí nào nha anh em. Bên kia nó vẫn còn gọi bot liên hồi được đấy. Căng thế. Bên mình, ồ bên mình vẫn còn hai thằng thủ trụ cũng khá là ok. Có thể được, có thể được, game này có thể được nha. Một con dê nữa à. Căng vậy. Mình bây giờ chỉ còn có một con, hình như là chỉ còn có. Còn gì nữa. Mình còn một con dragon nữa à. Ây da. Căng vậy. Không chết này. Ok, bên mệnh vẫn còn 4 thằng. Không chết. Chết nè. Chết rồi, con dê này nó chạy ra nó giành lại cái trụ. Không ổn rồi, bây giờ team không có ai hỗ trợ mình cả. Có một mình đứng bên này thôi. Ây da. Sao lại thế. Không ổn tí nào em ạ, game này không ổn tí nào cả. Thôi ship luôn rồi. Ây da. Chẳng hiệu ứng luôn chứ. Giờ còn một mình con dragon thôi, không thể nào thủ được. Ây da. Bên mình kia hình như là chỉ còn một mình còn Titan thôi. Bên kia bay màu hết rồi sao á. Ok giết từ thằng nào thì cứ giết thôi chứ sao giờ. Trời ơi. Được luôn á. Ai. Thủ có cây trụ thủ cũng không nổi nữa chứ. Một con dê luôn nè. Xong rồi. Pha này xong rồi chơi nổi nữa đây. Nó bây giờ là nó max module rồi đấy anh em ạ. Nó mà nó sống tới thời điểm bây giờ là nó max module rồi đấy. Mình không thể nào chơi được. Không thể giành lại cái trụ nữa rồi. Ai. Mấy thằng đồng đội sợ yếu thế nha. Mình đã mình chấp một con heo banner rồi mà tụi nó không làm gì được rồi sao. Yếu thế. Chán thế. Ai. Mất trụ hết rồi. Vậy mà để thua được. Hay thiệt. Thôi cái này chắc là lỗi mình rồi. Ơi có thể giết được nó không ta. Có thể đấy mà. Nhưng mà trụ thì chắc chắn mình không dặn lại mình rồi. Cố gắng giết được thằng này đi. Mấy thằng team mình bây giờ bắn nhảy ngứa thôi sao á.
Trời, vậy em cao hết được nữa. Chỉ biết canh có nhiêu đó thôi à. Chứ trụ thì giữ cũng chả được gì. Trụ thì cũng không giữ nổi. Rồi Vũng Tàu xuống nữa rồi. Hay da. Ai. Cái tàu này mất dạy thì cho em mà. Chứ là mình phải sắm cái tháp pháo giải hiệu ứng của cái tàu Paladin quá. Cái tháp pháo đó thì nó sẽ không có tăng độ bền nha, nhưng mà bù lại nó sẽ giải hiệu ứng. Ấy, thua rồi, còn gì nữa đâu. Ê, tiếc thiệt chứ. Có tài. Lâu lâu thì mình chơi, lâu lâu nó vẫn như vậy nha em. Thôi không sao, nói chung là ít chứ mình đạt cái top 1 là được. Để năm cái thằng cùi bắp kia nó bị trừ cấp đi, mình cũng chả bị trừ đâu. Ok, 10 kill này, trời ơi. Đúng rồi, thằng con báo này, 200.000 đam chứ. Đúng là báo đời thì. Trời ơi, cái xưởng. Ô, mấy cái xưởng này mà lên được rank vô địch cũng nãy thật. Ý. Sợ thật. Ok, thôi được rồi, mình sẽ tiếp tục trận nữa nha này. Mình nghĩ là ngày hôm nay sẽ là 3 trận thôi, tại vì video thì nó cũng dài lắm. Nói chung chú ba nổ thì nó bị gắn với danh hack rồi, nhiều khi biết là cũng kiểm tra video nữa, cho nên là mình cũng phải kỹ kỹ. Em mình làm video nó ngắn tí này mà. Đây là trận cuối nha. Trận cuối mình cũng sẽ cố gắng thắng lại, tại vì hai một trận thắng một trận thua rồi. Về cái vấn đề làm video thì chắc chắn là phải một thắng hai thắng một thua gì đó, hoặc là nhiều thắng hơn thì anh em xem nó đã đúng không. Ok, mình cũng đang chạy vô cái trụ luôn ta. Không ổn lắm. Thôi được rồi, có xe chạy tới thì mình cũng chạy luôn thôi anh em à. Chứ đợi trời nữa, chứ để tụi nó chạy lên là mình đứng từ xa mình bắn thì cũng chả được gì. Mình cầm có một cái súng thôi, mình bắn ai giờ. Ok, đợi hồi cái nào mình chạy tiếp nha này. Đi tiếp nào, phay ship cái đã rồi tính tiếp. Mình sẽ đi câu giờ nha. Đấy, thấy tụi nó bắt đầu đó. Chưa biết là hai hát không. Ui, nổ phát kìa, trời ơi, đừng chết luôn em ạ. Nổ phát đừng chết luôn. Hay quá. Ôi, con về nó dí rồi. Ây da, da, sao vậy? Tôi đã muốn chơi đàng hoàng với bạn, bạn cứ lôi mấy con dê ra đúng không hả? Ok, được bạn, tôi thích rồi đó ha. Con dê này chắc chắn sẽ gãy với mình anh em ạ. Đảm bảo luôn ấy. Mình sẽ cho nó bay màu nè. Giỡn nè. Tôi nó muốn chơi đàng hoàng với bạn rồi, bạn không muốn chơi đàng hoàng với tôi cái gì? Ấy. Mình đâu có hack đâu mà mấy bạn bắn mình dữ hả? Đấy rồi, sao? Kairos, một băng nữa đi. Cái thằng người Nhật đó nha, mày nhớ cái mặt tao đó, mày bắn tao đúng không? Ui giời ơi, cái tầm gần như vậy mà ông bắn vẫn còn hụt là sao? Súng băng mà ông bắn hụt vậy thì chết rồi. Ok, lại một con dê nữa hả? Sợ quá, anh em chón nó lại xem nào. Trời ơi, thay phân mà chón được không vậy? Biết chón không? Chón không để anh huấn luyện cho một khóa học. Ý sời ơi. Xem nào, phải giết cái thằng con dê này trước. Chơi khá là hổ báo nha. Căn cứ vào đâu mà bạn chơi như vậy hả? Bây giờ lội lấy tên ra lấy cái gì hồi máu lại nè. Nè. Khoa này không đi mới lạ nè. Thì cũng giết được hai thằng chứ, sợ thật. Ghê đấy à. Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nhiều chuyện hả? Nhiều chuyện hả mày? Một băng là đi rồi, ở đó mới nhiều chuyện. Được rồi, mình cho thằng này bay màu luôn nha. Không có nhiều với nó nữa, chết. Rồi ok. Chỉ có cái trụ giữa là đỏ thôi. Cái trụ nhà tụi nó cũng xanh luôn rồi. Thế giật. Đi. Đi hết. Trời ơi, gọi Opion xuống tính bắn mình luôn kìa. Sợ quá anh em, cầm sinh khiên luôn chứ. Chết beo nè. Tại vì bên mình có một con vi tiếp nha, mình phát hiện rồi. Cho nên là nó bay lên thì chắc chắn nó làm mồi. Đấy, ok, rớt xuống rồi phải không? Rớt xuống không? Ăn đạn. Ăn đạn con xeo luôn chứ. Đấy. Rồi ok. Xem là thanh niên nó mất khá là nhiều boss rồi đấy. Bây giờ thì để xem còn dám chơi hổ báo nữa hay không. Ù, vẫn còn một con dê ở đây nữa à. Sợ thật. Mấy thằng này chơi hổ báo đấy. Được, mình chỉ mới gọi có hai con boss ra thôi. Mấy bạn làm gì thế ghê vậy? Có một thằng thích đứng ở dưới này anh em à. Được rồi. Xem nào, mình đã giải quyết thằng nào trước ta. Chắc là thằng này trước quá nhỉ. Thằng này nguy hiểm hơn. Hay là mình rớt xuống đây mình giết thằng này trước. Nó là con gì đây ta? Ăn gờ hả? Nãy mình thấy nó phi ship, không biết có phải ăn gờ không ta. Đúng rồi, một con ăn gờ. Rồi luôn, đi. Xem ra cái con dê này khá là nhây nha. Chắc mình phải leo lên xử lý nó mới được. Chung là nó chỉ lo ở cái trụ của này thôi anh em, mà nó không lo ở cái mấy cái trụ nhà. Trụ nhà thì bị đồng đội mình dặn hết rồi. Ê, xem ra thằng này nó cay quá, nó không làm gì được rồi đây. Mình sẽ cho nó biết thế nào lễ độ luôn vậy. Sao bạn muốn solo với Dragon không? Bạn lại đây, tôi chấp bạn nửa cây máu. Solo bạn thoải mái không gì á, bắn đi. Ừ, ok, coi thằng nào chết trước này, hoặc là team bạn thua trước đấy.
bạn chưa kịp làm gì đâu. Rồi thôi xong rồi. Xong rồi, khỏi hồi máu luôn rồi. Đi luôn rồi. Làm ta. Cái gì đây? Lại thích chơi giữ trụ đúng không? Ok, mình sẽ xuống mình tìm tận nơi luôn nha. Bây giờ thời gian nó cũng chạy rồi. Ô, ai đây? Rồi, rồi rồi. Rồi ok. Rồi, win luôn rồi. Ok, ngon lành rồi nha mày. Ê, hay là nó ngắn quá ta, là chơi thêm trận nữa. Thôi rồi rồi. Ok, tới đây thôi. Video mình tới đây kết thúc nha. Hẹn gặp em vào những video sau.